Những thương hiệu viên hà thủ ô tốt cho sức khỏe được tin dùng nhất hiện nay. Từ xa xưa hà thủ ô đã được xem là một loại thuốc quý trong đông y với rất nhiều tác dụng và trị được rất nhiều căn bệnh khác nhau, bồi bổ cơ thể, làm đẹp da, trị suy nhược thần kinh, ích huyết, lưng gối đau mỏi, khỏe gân cốt, di tinh. Đặc biệt là hà thủ ô là một loại dược liệu quý được dùng trong điều trị bệnh dụng tóc, tóc bạc sớm. Xin mời bạn tìm hiểu một số thương hiệu viên hà thủ ô tốt cho sức khỏe được tin dùng nhất hiện nay nhé. Hà thủ ô Chafaco có rất nhiều người đã tin tưởng và sử dụng loại thuốc này. Chafaco vốn là một công ty dược phẩm có tiếng trên thị trường, có nhiều năm phát triển, đạt được vô vàn thành tích và các giải thưởng danh giá. Tương tự như các sản phẩm sơ chế từ hà thủ ô khác, loại dược phẩm trên đều phù hợp dùng trong trường hợp thiếu máu, thường xuyên cảm thấy chóng mặt, ù tai, râu tóc bạc sớm, tóc rụng, máu xấu, đau lưng, mỏi gối, di mộng tinh. Hà thủ ô trung ương 3, hà thủ ô cung cấp các chất nuôi dưỡng tóc, hỗ trợ làm đen tóc, giảm gãy rụng tóc, giảm nguy cơ tóc bạc sớm. Hà thủ ô trung ương 3 ngoài cao hà thủ ô đỏ, còn chứa các loại vitamin cần thiết để làm đẹp tóc, giúp tóc phát triển đều đặn, khỏe mạnh được người sử dụng đánh giá cao về chất lượng của sản phẩm. Sản phẩm còn bổ sung hàng loạt vitamin bổ sung dinh dưỡng cho tóc, tăng cường quá trình làm đẹp, giảm rụng tóc. Viên hà thủ ô năm trong một xuân nguyên không chỉ chứa hà thủ ô đỏ, viên hà thủ ô năm trong một hiệu xuân nguyên còn có sự kết hợp với đậu đen, đại táo, ngưu tất, mật ong rừng đem tới hiệu quả tuyệt vời trong việc giúp ngăn ngừa bệnh tim mạch, ổn định huyết áp, chống sơ cứng động mạch, kéo dài tuổi thọ, hỗ trợ rất tốt cho hoạt động thận, gan, mật. Dùng để uống giúp cơ thể kích thích mọc tóc, lọc gan, bổ thận, điều hòa khí huyết, chống oxy hóa, ổn định huyết áp, chống sơ cứng động mạch, hỗ trợ rất tốt cho thận, gan, mật. Đặc biệt người bị tiểu đường và cao huyết áp dùng rất tốt. Viên hà thủ ô phạm gia tinh chất hà thủ ô đỏ phạm gia có tác dụng gấp nhiều lần so với việc sử dụng hà thủ ô bình thường. Sản phẩm được nghiên cứu và bào chế với bài thuốc bí truyền của phạm gia và hoàn thiện trên công nghệ hiện đại, giúp tăng cường sinh lực, bồi bổ cơ thể dành cho cả nam và nữ. Sau khi uống hà thủ ô đỏ phạm gia một thời gian khoảng 10 ngày, bạn sẽ bắt đầu thấy tay chân ấm dần, giấc ngủ ngon hơn, sâu hơn, da dẻ bắt đầu đều màu hơn, bạn ăn uống cũng cảm thấy ngon hơn viên hà thủ u mật ong rừng cao cấp tuệ minh sản phẩm uy tín được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại và cung ứng trên khắp cả nước giúp bổ trợ sức khỏe và làm đẹp từ nguyên liệu thiên nhiên viên hà thủ u mật ong rừng cao cấp tuệ minh dùng làm thuốc bồi bổ cơ thể tăng tuổi thọ điều trị suy nhược thần kinh kém ăn kém ngủ dùng làm thuốc bổ máu điều trị bệnh tóc bạc sớm tóc dụng nhiều viên hà thủ u mật ong rừng cao cấp tuệ minh được điều chế dựa theo bài thuốc cổ bí chuyển của người trung hoa sản phẩm là sự kết hợp của nhiều loại dược liệu quý như hà thủ ô, mật ong rừng nguyên chất nấm linh chi được kiểm nghiệm và công bố chất lượng viên hà thủ ô đỏ ly tích được chiết xuất từ hà thủ ô đỏ mật ong nấm ngọc cầu nghệ đỏ nước đậu đen lên men và một số thành phần khác viên hà thủ ô đỏ ly tích giúp cải thiện tóc bạc sớm rụng tóc hói đầu giúp đẹp da mạnh gân cốt và bồi bổ cơ thể ngăn rụng tóc cải thiện tóc bạc sớm bù máu tráng dương bồi bổ cơ thể mạnh gân cốt giúp mọc tóc làm đen dâu tóc chống lão hóa làn da làm đẹp da hỗ trợ điều trị suy thận thần kinh suy nhược cải thiện khả năng sinh lý linh tham khảo từng sản phẩm vui lòng xem dưới phần bình luận nhé